Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Harry World Evolution nha anh em. Harry Shark Evolution, và chúng ta sẽ cùng giới thiệu cho anh em một cái dạng tiến hóa của một loài cá mập nữa. Thì đây là loại cá mập mà mình muốn tiến hóa cho anh em. Con này tên là Hammer Shark thôi. Con này thì nó khá là yếu nhưng mà nó có một dạng tiến hóa. Đấy, Dark Hammer. Ok, ta sẽ mua dạng này nhá. Rồi, Evolution. Nice. Ok, chúng ta sẽ đây để lúc tiến hóa rồi. Mình sẽ cho lên thôi. Khả năng bite, khả năng speed, nói chung là mình vào mình xem hình dạng thôi, chứ con này yếu lắm anh em ạ. Không nên đánh con này làm cái gì cả. Đánh thì ra đánh con Godzilla, đánh mấy cái con kia thì nó mới bá, đúng không? Ok. Đây là tất cả cái gì mà có thể là mắc của nó rồi anh em ơi. Đây là một cái thời trang của nó. Red eye, mắt đỏ. Mình dùng cái gì nó đẹp nhỉ? Baby Hammer Rocky, một cái màu tùy chọn. Ok, một cái màu tùy chọn này chúng ta confirm. Rồi, ok. Mũ 75.000 laser. Ok, rồi cái phần đầu của nó sẽ là một cái gì đó, item gì đó, có thể equip khá là nhiều anh em ơi, có thể equip cả một đống này. Thích cho cái gì vào thì cũng được anh em nhá, bị đơ. Rồi, thêm một vài thứ equip. Đấy, rồi bên này cũng sẽ như vậy. Range, lấy cái tên lửa ở đây. Vé gì đó. Rồi, cái vé này thì mình không quá là quan trọng lắm. Equip này. Xôi, con này cầm kiếm hay cầm cái gì đó, trang bị gọi là full đồ, full option luôn đấy. Ok. Rồi, chúng ta sẽ thử đánh nhá. Không phải là quá mạnh đâu nhưng mà mình muốn thử đánh cho anh em xem thôi. Sau ta sẽ chuyển ra con cá khác. Dĩ nhiên rồi, không thể chơi con cá này được. Đó là điều chắc chắn, không có gì bàn cãi ở khả năng bắn súng ấy. Nice, ghê đấy. Map này, map rất là rộng, có con Kraken và có cái đàn đây, không biết là cái đàn này làm gì. Chúng ta sẽ cùng thử sang cái chỗ đàn này nha anh em. Khả năng bắn của nó, úi xồi ôi, nó dùng cả cái cây nĩa. Đúng thật anh em ạ, cái kia nĩa nó buộc vào cổ nó kìa. Con này bé tí rồi anh em ạ. Nhìn trông nó xấu với nồi à. Phải nói là cực kỳ xấu luôn, úi xồi ôi, ăn thịt đây anh em. Ăn thịt vào đó nào. Nice, nice, ok, ok. Gì đấy, hello baby, ăn thịt nó đi anh em ơi, có là ăn thịt thôi, đơn giản như đang rổ. Ui sợi nào, sơ sang cái chỗ kia gái, mình không đánh được con tàu đâu. Wow, bắn nó chết bây giờ. Ok, hình như mình cũng ăn được ấy, ăn được ngư lôi ạ. Cũng chết méo, thở héo, yếu quá con này, thật sự yếu quá anh em ơi. Chúng ta sang cái cây đàn đây rồi, cây đàn guitar rồi. Cây đàn guitar đang ở phía dưới nha anh em. Để khám phá xem. Hello. Electric guitar anh em à. Vào đây không đánh được đâu nhá, đây có một con rồng con này anh em. Rồi sẽ xuống dưới xem nào. Anh em muốn đánh con rồng con không? Hãy đi theo tôi. Nào, tiến lên nào anh em. Let's go. Đang bơi với tốc độ rất nhanh. Ôi, mình có thể phá hủy được cả cái kia luôn. Ảo thật sự luôn anh em ạ. Tôi đang ở chế độ Gold Rush thì phải. Cảm giác nó bá thật. Chế độ Gold Rush đúng là khiến chúng ta khỏe hơn rất là nhiều. Rồi đừng đi vào đây nha anh em. Trong này con boss đấy. Để bao giờ con Godzilla mình sẽ tiêu diệt cái con cua trong kia nhá. Mình không biết là cái con Godzilla của mình đã mắc cấp chưa ha. Tôi cũng không rõ là mắc cấp chưa. Mắc cấp thì tốt. Mà chưa mắc thì mình sẽ cho nó mắc lên. Thế thôi. Úi trời, ăn thịt vào đó đi anh em. Ok, xuống dưới nào. Đây là đâu rồi? Đây. Chúng ta đi vòng vào trong này này, đẹp này. Trong này thì cực kỳ là đẹp luôn. Trong này có khá là nhiều thứ. Nice. Rồi. Phi thẳng vào trong cái này. Mình đang được cái Gold Rush, tỷ lệ Gold Rush ra khá là nhiều anh em nhá. Ôi đi. Bảo vật rồng ngàn tuổi. Hay. Dưới này có một cái bảo vật nữa này, bên này có bảo vật này, trên kia là một cái hòm này. Mình đi tìm kiếm bảo vật đúng không anh em? Rồi bây giờ con này mà chết thì ta sẽ chuyển sang cái con cá mà xịn sò một tí nha anh em. Con này yếu quá, thật sự là yếu. Chỉ cho anh em là xem cái dạng mới thôi chứ cũng không có vấn đề gì. Ok. Ui, chết méo rồi, yếu ấy. Yếu thế bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ được đưa về nhà. Nó dần dần nó cũng sẽ lớn lên nha anh em. Đó là điều chắc chắn rồi.
mình có muốn thử cho Godzilla đi ấy không? Đây, Godzilla của mình nó ở dưới này cơ. Godzilla, Kaiju, Magma Zira. Chúng có 2-3 dạng cơ anh em ạ. Mình chọn con gì nó to to tí nhỉ? Robot này. Con này đẹp này anh em. Con cá này không đẹp lắm. Có một con đẹp anh em ạ. Đây con này đẹp này. Con Magma này. Pyro 180 mua luôn. Wow, đẹp chưa anh em? Pyro Shark. Vãi nồi, ok. Đẹp thật sự luôn. Play luôn. Ô. Con này không có item để equip luôn anh em nhỉ. Sao nó bé thế? Vãi nồi luôn ạ. Có map không? Map thì vẫn có thôi. Chưa đưa đi đâu này. À không, tôi được đưa sang khu vực bên tay phải. Ok, dưới này cũng khá là nhiều đồ chứ. Nói chung là bọn này phải luyện lên để cho nó to và nó khỏe hơn đấy anh em. Vãi nồi, úi dồi ôi. Mình bắn được chưởng anh em ạ. Ui, con này bắn được lửa. Ui, khỏe đấy chứ. Ui, bá đạo rắn đột à, cá mập đột biến mà. Cá mập đột biến nó phải khác biệt so với bọn kia chứ đúng không? Wow, wow. Nice, khỏe đấy chứ. Xịn xò phết nhờ. Cá này, nào. Nào. Có con nào xuất hiện đây không anh em? Đây rồi, đây rồi. Phá hủy cái lồng này cho tôi. Con này thì được cái máu. Ôi nhưng mà nó thuộc loại cá bé à hay sao mà nói thế? Anh em nhìn mà xem. Tôi không ăn được mấy cái gọi là ui xồi ôi. Mấy con đấy là mình phải sử dụng chiêu thổi lửa nha anh em. Và nó bắn lửa liên tục được đây. Nhìn xem. Nó ảo thật sự luôn ấy. Ảo lắm ấy. Rồi, chúng ta để bay qua bên này. Ở đây nó có hai cái bảo vật anh em ạ. Rồi. Ui ôi, tí chết. Nướng à? Nướng à, chim nướng à. Ok. Ui 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 ui. Cũng khá là bá đạo chứ nhỉ. Ok ok, thôi thôi xuống nước. Xuống nước không phải chết bây giờ. Vấn đề là mình trụ được lâu hơn con kia thôi. Trụ lâu hơn con kia nhiều. Mấy con này thì làm sao mà có tuổi được. Super, oh my god, ăn hết con này đi anh em ơi. Đúng rồi. Mình đốt cả vàng à. Ảo phết nhờ. Con này thật ra mình chưa chơi bao giờ con này luôn anh em. Đây là đầu tiên mình chơi con này luôn này. Ok. Xuống dưới biển vậy, à, ăn thịt con này đã. Tiếp mình sẽ chơi cái Harry Dragon nha anh em. Harry Dragon nó giống như này thôi. Oh, nice. Ăn thịt hết bọn này đã, xong tính sao. Bigger bonus, chúng ta to hơn rồi anh em ạ. Đấy, level 5 rồi, thảo nào. What the hell man, không bắn được đâu nhá. Một vài thứ thì vẫn không thể tiêu diệt được đâu nhá. Đừng có dại gì mà vào, hồi lại chết, trời đông đấy. Nào đi đâu đây. Có map rồi nên tôi sẽ xuống thẳng dưới này đi. Xuống thẳng dưới đáy biển đi anh em. Sợ gì, mình có phun lửa mà. Bây giờ mình chỉ cần tăng cái kích thước của mình lên thôi anh em. Ôi, chết rồi. Ăn nhanh. Đợi tao to lên nhá, để tao cầy to lên, tao sẽ ăn thịt hết nhá cưng. What the hell man. Dưới này làm sao tiêu được con gì. Ăn được con cá con à. Vẫn ăn được một vài loài. Phải nói là ăn được vài loài, không phải nói là quá là phế vật. Đâu nhờ đồ tí ở dưới này anh em. Ui, nice. Sao vẫn level 5 nhỉ? Ok, nhưng mà ra ngoài có nâng được cái gì không? Con đáng lẽ phải nâng được cái gì chứ? Cho lấy được một cái phi tiêu anh em ạ, cái bản phi tiêu à. Sao bên này luôn. Đấy, đơn giản nhá. Đơn giản à. Trời ơi, nó có thêm cái ADN, nhìn chung nó bá vãi lều à. Level 6 ạ, à, to hơn chưa anh em? Lúc trước bé như con rán luôn ấy, bây giờ to hơn rất nhiều rồi. Ok. Nói chung là anh em cầy con gì ấy thì nó sẽ to dần lên nhá. Ví dụ con này là điển hình chẳng hạn. Úi trời ơi. Ok, cho lấy thêm một cái item nữa. Như vậy là mình đã lấy được 2 item ở bên này nhá. Hoàn thành nhiệm vụ là lấy item xong rồi. Hoàn hảo rồi. Ok, ok. Let's go man. Đúng rồi.
Sao dân dân núi này? Mày đùa tôi à? Ôi chết rồi anh em ạ, cuối cùng thì đã tèo, không kịp ăn. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Con này ở trên nó lớp đá. Bá đạo phết nhờ. Rồi, xin chào lại nhá.